Bây giờ chúng ta vào phần đọc hiểu tiếp theo. lần nào bây giờ chúng ta cùng xem các câu phần câu hỏi cho cô giáo ạ. Which best serves as the title for the passage? Tức là câu nào dưới đây thích hợp nhất để làm tiêu đề cho đoạn văn? Đáp án A, đó là sự phát triển của đô thị mang đến những thách thức. Đáp án B, five things to do in the age of urbanization. Năm điều cần làm trong thời đại đô thị hóa. Đáp án C của chúng ta, urbanization might I truly do some good. Đô thị hóa thực sự có thể tạo ra một số cái mặt một số mặt tốt. Còn đáp án D của chúng ta là driving force behind urbanization. Có nghĩa là động lực thúc đẩy đô thị hóa. Bây giờ chúng ta sẽ căn cứ thông tin ở đoạn đầu tiên, đúng không ạ? Từ đoạn urbanization degrades the environment according to conventional wisdom, đúng không? Thế bây giờ chúng ta nhìn cho cô đến hết đoạn nào? Đến hết từ Manage if managed properly có nghĩa là gì đây? đô thị hóa đã làm suy thoái môi trường này. Theo quan điểm thông thường, đúng không? thì quan điểm này đã thế nào nhỉ? đã uh, dẫn tới, đã khiến cho nhiều nước đang phát triển hạn chế sự di cư ở nông thôn thành thị và kiềm chế sự mở rộng đô thị. Nhưng quan điểm này là không chính xác, đúng không? Uh, this view is incorrect. Quan điểm này không chính xác. Uh, there are a lot a number of reasons urbanization can be good for the environment. Thế nào ạ? Có một số lý do đô thị hóa có thể làm tốt tốt cho môi trường. If managed properly, nếu được quản lý đúng cách. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy thông tin đoạn 1 cho thấy chúng ta sẽ chọn được đáp án C. Đô thị hóa thực sự có thể tạo ra một số mặt tốt. Uh, chúng ta vào câu tiếp theo ạ. Đó là từ footprint ở trong đoạn số 2 thì cần nghĩa với từ nào dưới đây? Các bạn mở tài liệu của mình ra và chúng ta sẽ thấy từ footprint sẽ từ cái đoạn mà first urbanization brings higher productivity cho đến hết từ ecological footprint, đúng không? Đấy. Và có cái đoạn cuối là in this sense urbanization reduce đấy nghĩa là theo nghĩa này. Uh, urbanization reduce the economic ecological ecological footprint. Nghĩa là theo nghĩa này thì đô thị hóa làm giảm các thiệt hại về sinh thái, được chưa? Thế ở đây thì chúng ta sẽ đọc cả cái đoạn đó là từ first organization cho đến hết từ đó. Thì chúng ta sẽ thấy là cái từ footprint trong cái câu chuyện này nó sẽ bằng nghĩa với cả từ damage và chúng ta sẽ chọn từ damage trong câu này. Câu tiếp theo trong đoạn số 3 thì thông qua cái gì mà sự tối ưu hóa sức mạnh có thể đạt được? Đáp án A là giao thông công cộng, đúng không? Năng lượng cao. Đáp án B là nhận thức của người đi lại. Đáp án C của chúng ta đấy là mối quan hệ gắn kết giữa người dân thị trấn. Đáp án D là khoảng cách gần giữa các địa điểm trong thành phố. Thì chúng ta sẽ thấy thông tin đoạn 3 như sau. The urban economies. Wow, literature so that. Cho đến hết từ than driving. Thì đây là gì? Các tài liệu kinh tế đô thị cho thấy sự gần nhau là yếu tố quyết ở yếu tố chính trong việc quyết định sử dụng năng lượng đúng không? Thế nào nữa đây ạ? High density can make pub, public transport more viable and reduce length of trip đúng không? Mật độ cao có thể làm cho giao thông công cộng trở nên khả thi hơn và làm giảm thời gian di chuyển của các chuyến đi. Làm giảm thời gian của các chuyến đi. Thế nào đấy nhờ Cuộc sống đô thị khuyến khích encourage walking and cycling rather than driving. Cuộc sống của đô thị thì khuyến khích việc đi bộ và đi xe đạp hơn là lái xe. Như vậy thì trong câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là gì đây? Đáp án là D. Được chưa ạ? Đấy. Thông qua cái gì mà sự tối ưu hóa sức mạnh có thể đạt được thì chỉ có thể là đáp án D thôi, khoảng cách giữa các địa điểm trong thành phố. Chúng ta vào câu tiếp theo. Chúng ta vào câu tiếp theo. Câu tiếp theo của chúng ta như sau. The word binary in paragraph 3 is closet and meaning to. Nghĩa là từ binary trong đoạn số 3 này thì gần nghĩa nhất với từ nào dưới đây? Đáp án A gentle là tốt đúng không? Đáp án B harmful là có hại này. Đáp án C considerate, ân cần chu đáo, còn đáp án D của chúng ta overwhelming là áp đảo. Mình cùng xem thông tin. Và mình sẽ thấy ngay cho cô Nằm ở đoạn là second for any given people population, the high urban density is benign for the environment. Thứ hai là đối với bất kỳ một cái dân số đối với bất kỳ dân số nhất định nào uh, thì mật độ đô thị cao là tốt cho môi trường. Đó, không? Vậy nên chúng ta sẽ chọn đáp án cho câu này là đáp án A. Từ benign sẽ bằng với từ gentle. Câu tiếp theo của chúng ta như sau. Theo như đoạn số 4 thì tại sao việc thúc đẩy một một cái thái độ thân thiện với với môi trường là là rất cần thiết? Đáp án A ở đây là vì chính phủ sẽ không cần phải sử dụng một cái phương tiện điều chỉnh bắt buộc. Đáp án B là nó có lợi cho sự can thiệp sau này của các cái quy tắc pháp lý. Đáp án C của chúng ta là đô thị hóa không thể tiến xa hơn mà không xem xét cho tự nhiên. Đáp án D ở đây là do lương tâm của những cái người gì nhỉ? Do lương tâm của những cái người giàu có, của những người giàu đúng không? Và chúng ta sẽ căn cứ thông tin ở đoạn số 4 cho cô giáo. Đó, organization foster a uh, proof environment. Đúng không? Cho đến hết chỗ regulation. Và trong câu này của chúng ta là gì? đây đô thị hóa thúc đẩy lập trường ủng hộ giờ môi trường đúng không? Đô thị hóa thúc đẩy lập trường của uh, lập trường ủng hộ môi trường này giữa các chủ sở hữu tài sản và các tầng lớp trung lưu. Và which is crucial for the introduction and enforcement of environmental laws and regulation. Đây là điều đó là rất quan trọng cho việc giới thiệu và thực thi pháp luật và các cái quy định về môi trường như vậy thì trong câu này đáp án chỉ có thể là đáp án B thôi đúng không? Nó gì ạ? Nó có lợi đúng không ạ? Nó có lợi cho sự can thiệp sau này của các cái quy tắc pháp lý. Câu tiếp theo, dòng nào dưới đây, đúng không ạ? phát biểu nào dưới đây thế nào đấy? Là đúng. Theo đoạn văn thì, thì phát biểu nào dưới đây là đúng và chúng ta lần lượt xem xét từng đáp án cho cô đáp án A của chúng ta là ngành dịch vụ gây hại nhiều hơn là đem lại lợi ích. Đáp án B là thuật ngữ đô thị hóa dùng để chỉ khi khổ, khi lối sống phổ biến ở thành thị à ở thành phố trở nên thịnh hành. Đáp án C là công nghệ có tầm nhìn để à, có thể đảm bảo sự phát triển bền vững với môi trường và đáp án C của chúng ta là những tác động bất lợi của đô thị hóa đến môi trường không thể bị đảo ngược. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ xem là thông tin ở đâu đây? vậy chúng ta để ý cho cô là căn từ và đoạn số 3 nhé in the long term environment environment friendly equipment. À, về mặt lâu dài thì các thiết bị đúng không máy móc này rồi thì các cái phương tiện và các cái utilities là các cái tiện ích đúng không à, thân thiện với môi trường sẽ will determine the future of the green economy à, sẽ quyết định đến tương lai của nền kinh tế xanh như vậy thì thông tin ở đây thì chúng ta quyết định được đáp án của mình sẽ là đáp án C. Đúng không? Đáp án C ạ. Công nghệ có thể đảm bảo được sự phát triển bền vững với môi trường. Câu cuối cùng của chúng ta như sau từ tem. Um, không phải câu cuối cùng nhưng cô. Xin lỗi quay lại câu này. Từ tem ở trong đoạn số 5 thì tương ứng với từ nào dưới đây? đáp án A là người di cư, đáp án B là thành phố châu Á, đáp án C của chúng ta đấy là chi phí và đáp án D của chúng ta là khách hàng. Và chúng ta đọc cái đoạn nào cô ạ? Đó là từ millions of people cho đến hết từ to employ them. Hàng triệu người đang di cư sang các thành phố ở châu Á và các công ty đang định cư ở đó để thuê mướn họ. Họ ở đây chính là gì ạ? những cái người di cư. Vậy đáp án của mình là đáp án A. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo Phần này của chúng ta là chúng ta sẽ chọn một cái đáp án nào gần nghĩa nhất so với câu gốc Các bạn nhìn nhớ cô ạ There are more superstitious belief in than in Đúng không ạ? Vậy có nghĩa là gì đây? Có rất nhiều mê tín đó, Có nhiều mê tín ở các nước phương Đông so với phương Tây Có nghĩa là phương Đông thì họ mê tín hơn là các nước phương Tây được chưa nào? Đáp án A của chúng ta đó là gì đây? Các nước phương Đông không có niềm tin Đúng không? các nước không không có nhiều cái gì ạ, cái niềm tin như là các nước phương Tây thì sai cho so nghĩa câu gốc này. Câu B là các nước phương Đông có cái mê tín nhiều hơn, đúng không ạ? Uh, have more superstitions Đấy, có nhiều mê tín hơn so với các nước phương Tây, đáp án này đúng rồi ạ. để chưa? Thế còn đáp án C của mình là các nước phương Đông và phương Tây thì có nhiều niềm mê tín hơn, tức là người ta nói có nhiều cái mê tín này không phải, người ta đang đánh giá một bên hơn thôi chứ không phải như thế này. C sai. Còn câu D ở đây là gì ạ? Cái, cái sự mê tín này nó tồn tại ở các nước phương Tây hơn là phương Đông thì càng sai so với những câu gốc. Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án local là đáp án B. Tiếp tục cho cô câu tiếp theo. Đó là gì đây ạ? Sách giáo khoa thì làm sao nhỉ? Can provide student with the latest information as a mobile device can. Sách giáo khoa thì không thể cung cấp cho người học những thông tin mới nhất như là các thiết bị uh, di động có thể cung cấp Đúng không? Vậy chúng ta xem đáp án nào đúng ạ Đáp án A là sách giáo khoa không thể cung cấp cho học sinh những thông tin Later than đúng không? Uh, muộn hơn à? So với cái gì đó thì cái này sai so với nghĩa cầu gốc này Câu B, thông tin mà được cung cấp bởi sách giáo khoa Thì không muộn hơn so với cái này Thì càng không đúng này Đúng không ạ? Thế đáp án C của mình là gì ạ? Rồi chính xác nhìn thấy câu C đúng ngay đúng không? Nó dùng so sánh bằng Tức là sách giáo khoa thì không thể cung cấp cho học sinh những cái thông tin mới như là các cái thiết bị uh, điện tử đúng không? Các thiết bị di động đúng rồi Vậy đáp án đúng của mình đây là đáp án C bây chưa? Thế còn câu D sai về nghĩa của gốc này thông tin được cung cấp bởi những cái sách giáo khoa này Thì nó mới hơn là được cung cấp bởi các thiết bị di động không phải Đáp án C của chúng ta là đáp án đúng Và các bạn nếu cấu trúc của cô là provide somebody with something còn nếu giả sử chúng ta dùng provide something thì là provide something for somebody. Đúng không ạ? Câu tiếp theo ở đây đó là gì? You mustn't, you mustn't forget to put a stamp on the client set. Uh, not client, đây là click. Well, the click set. Có nghĩa là gì đây? Người thư ký nói là bạn không được quên nhá. Không được quên dán cái tem vào. Được chưa? Vậy đây chúng ta chọn đáp án nào ạ? Đáp án A của mình đó là bảo tôi rằng đúng không? tôi không được Mergin à? put a stamp on tell me that liệu câu này có phù hợp không ạ? câu này không phù hợp đúng không? vì bản chất trong câu trên là một cái câu mang tính nhắc nhở bạn không được quên đúng không? dán cái tem lên nó câu b là nhắc tôi dán cái tem remind somebody to verb đúng không? nhắc nhở ai đó làm gì thì câu này đúng rồi câu c tôi nói với thư ký rằng tôi không được dán cái này thì càng sai với thư ký nói với tôi nhưng phải tôi nói với thư ký Câu đây là tôi nói thì càng sai Tôi nói với thư ký không được quên thì sai Đúng không? Đây là thư ký nói với tôi Đúng không? thư ký nhắc tôi dán cái tem vào Vậy và đáp án của mình là B Sẽ là đáp án đúng ở đây Câu tiếp theo Đó là gì ạ? Bây giờ chúng ta xem nhé Mắc nói với tôi đúng không? Mắc nói với chúng tôi về việc đầu tư của mình trong công ty à, Và ông ấy đã làm điều đó ngay khi đến cuộc họp Chúng ta dùng đáp án nào đây? Đáp án A của chúng ta là chỉ sau khi đầu tư vào công ty thì Mark mới thông báo với chúng tôi về cái sự xuất hiện của ông ấy ở cuộc họp với câu này sai so với ngữ câu gốc này. Câu B của chúng ta là mãi cho đến khi Mark nói với tôi, đúng không? Rằng cậu ấy sẽ đầu tư vào cái công ty này. Cái câu này sai với cô câu gốc mà mình nhìn cái câu là mình biết ngay. Đúng chưa ạ? Thế còn ở đây nó sử dụng cái cấu trúc đảo ngữ. Và các bạn nhìn sẽ đoán là đúng ạ. Đáp án đây chính là đáp án D, các bạn nhìn cho cô nhé. No sooner là đảo ngữ này. Had cộng chủ ngữ cộng động từ phân thứ hai này là, là ngay khi bạn mắc bạn đến cái cuộc họp này. Và no sooner thì đi về than thì cậu ấy nói với chúng tôi về đúng không? Về cái sự đầu tư của cậu ấy trong cái trong cái công ty này. Thế còn từ scar, hardly thì đi với từ when. Được chưa? Thế còn tại sau cái câu C nó sai là ngay khi cậu ấy thông báo với chúng tôi về cái việc đầu tư này thì cậu ấy đến cuộc họp thì cái câu này sai. Trong nghĩa câu gốc, hardly đi với when và cấu trúc của hardly when như này là đúng cấu trúc. No sooner than thì cũng là vừa mới rồi thì uh, No sooner than và hardly when đều có nghĩa giống nhau là vừa mới rồi thì Tuy nhiên câu C nó bị sai về nghĩa câu gốc, đáp đúng của mình phải là D Đấy thế nào May, Ngay khi mà bạn mắc lại bạn đến cái cuộc họp này Thì bạn nói với chúng tôi về cái việc đầu tư vào cái công ty này Câu tiếp theo của chúng ta như sau đó là Mark left home to start an independent life là Không phải bạn mắc mà là bạn Mary đúng không? Bạn Mary bạn ấy rời khỏi nhà để bắt đầu một cuộc sống tự lập Cô ấy nhận ra rằng là gia đình có ý nghĩa của với cô ấy như thế nào. Đáp án A của chúng ta là Mary left home to start an independent life with a view to realizing how much her family mean to her. Mary rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập với mục đích là nhận ra gia đình của cô ấy có ý nghĩa với cô ấy như thế nào. Không đúng so với bản chất của câu, câu gốc. Đúng không ạ? Câu B là để nhận ra uh, gia đình với cô ấy có ý nghĩa như thế nào thì Mary quyết định bắt đầu một cuộc sống tự lập. Không phải như vậy. Đúng chưa? mục đích không phải là là như vậy bây giờ chúng ta xem câu C nào not until là mãi cho tới khi à, mãi cho tới khi bạn ấy rời nhà để bắt đầu một cuộc sống tự lập that she rely how much her family meant her thì cô ấy mới nhận ra được gia đình có ý nghĩa với cô ấy như thế nào thì đây là cấu trúc đảo ngữ và người ta viết như vậy là rất đúng so với ý nghĩa câu gốc còn câu D đó là gì đã chỉ sau khi cô ấy chỉ sau khi cô ấy nhận ra gia đình có ý nghĩa với cô ấy như thế nào Mary mới rời khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống tự lập thì sai hẳn nghĩa so với câu gốc. Các bạn nhớ là Mary bạn ấy rời khỏi nhà trước và sau khi bạn ấy rời khỏi nhà bạn ấy bắt đầu một cuộc sống tự lập thì lúc đó bạn ấy mới nhận ra rằng là gia đình có ý nghĩa như thế nào. Được chưa ạ? Nên đáp án đúng của mình ở đây sẽ là đáp án C. Những câu này thì có thể rất dễ bị lừa về mặt nghĩa, vì vậy các bạn chỉ cần đọc kỹ cho cô cái câu hỏi và mình phân tích nghĩa của nó là sẽ chọn được đáp án đúng. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video bài giảng tiếp theo của Hàng Nga nhé. thank <music>